và em muốn ôm anh một cái trước khi là em kết thúc phần của mình, là em xuống để dành cho các bạn khác. Chúc mừng. Mà Lâm sẽ chia sẻ với tất cả các em. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng coi nhau như là người nhà đi. Một người anh mà truyền đạt hết tất cả kinh nghiệm cho tất cả các em. Thì thật sự là anh Lâm không có giống nghề. Bởi vì cái nghề live stream của anh á, nó không phải là cái nghề chính. Nó như là một con gió lướt qua đó. Cái nghề chính vẫn là diễn viên. Và ngày hôm nay nếu các em có thắc mắc cái gì thì anh sẽ móc hết tất cả ruột gan như là chia sẻ với tất cả các em. Hy vọng em sẽ thành công mai sau. Cảm ơn em rất là nhiều ạ. Chào thầy cô nhiều quá vậy. Dạ chào thầy chào cô ạ. Xin cảm ơn Lưu Dương và Lâm đã nhận lời đến tham gia chương trình. Và điều quan trọng nhất là các bạn cần những lời chia sẻ của một người đã trải qua những công việc thực tế để giúp các bạn có sự đối chiếu với những kiến thức mà mình đang ở trên trường. Thì ngày hôm nay với những gì chia sẻ của anh Lưu Dương và Lâm, chắc chắn các bạn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm. Và bây giờ sẽ là thời gian để anh Lâm sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong công việc live stream nhé. Có mình vô liền thôi anh Bình. Không, tùy em muốn xử lý lên, muốn vô liền hay em muốn dắt các bạn đi vòng vòng cũng được, miễn là các bạn sẽ nhận được cái điều thú vị của ngày hôm nay. Không, nhưng mà Lâm cũng hỏi là sao thì tất cả các bạn là mình live stream bán hàng hết hay sao các bạn? Vậy hả, trời ơi, vô đây mà ra nghề này em chết nhanh nha. Trời ơi, em phải tiêu diệt từ từ thôi, chứ đau quá, chết em luôn rồi. À, thực ra là các bạn là nhân viên sale và marketing chứ các bạn không phải là sau này đi làm chuyện. Nên là các bạn đây sẽ là một cái kinh nghiệm cho các bạn để các bạn đối chiếu với những gì mình được học về việc bán hàng không? Ừ. À, đối với bản thân anh thì ví dụ chuẩn bị một buổi live thành công là trước tiên là sức khỏe cũng như là cái tinh thần của mình thật là thoải mái. Thì mình phải sung sức, mình phải năng lượng. Thì khi mà mình truyền đạt tất cả kinh nghiệm cho người khác á, người ta mình truyền cái năng lượng người ta. Chứ nhiều khi mà mình buồn ngủ, ví dụ bồ mình mới bỏ, má mình mới la, mặt mình buồn hiu, lên bán hàng ai coi mình. Thứ nhất, ví dụ mình buồn cỡ nào, mình có bận rộn, bận biểu, khó khăn ở ngoài. Livestream thì có mắt xem, nhưng mà mình làm thế nào để mình giữ được cái mắt xem đó? Thường thường thì mắt xem nhiều thì người ta mới tò mò, thu hút với lại mới vô xem cái like của mình. Nên em hỏi anh là làm sao để mình giữ được cái mắt của mắt xem nó quan trọng. Bây giờ mua mắt xem cũng được cái gì nha. Mua mắt xem cũng được. Bây giờ mua mắt xem bằng cái bình luận, 2 bình luận. 1000 mắt xem bằng 3 bình luận là nó bị kỳ lắm. Ta vô ta cười vô mặt mình anh em nha. Vô nhiều mắt cũng rất là nguy hiểm. Mà anh nghĩ đừng có dính vô mấy cái mắt hacker đồ. Một thời gian anh bị dính vô và rất là phiền phức và rất là mệt. Mà mình phải lệ thuộc người ta. Chủ yếu là cái bên ngoài của mình, bên trong của mình thôi. Mình chia sẻ bằng đầu thật là tốt nhất. Và cái mắt xem nó rất là nguy hiểm. Ví dụ khi mà mình mua cao quá, còn khi Facebook nó quét một cái đồng bị hụt hẫng, mình đủ thứ trò bị hụt hẫng. Rồi dù nhiều khi mà mắt quá nhiều cao nhưng mà người coi không có nhiều, không có bình luận, rồi 1000 người coi đầu mình bị hoang mang, mình bị đủ thứ tâm lý bất ổn. Cho nên đừng bao giờ dính tới mua mắt mua đồ nọ, nó rất là mệt. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em có thêm một câu hỏi nữa, đó là cái lúc mà mình like rất là lâu rồi, là mình trải nghiệm hay là giới thiệu sản phẩm qua rồi và có người mới nhấn vào xem thì họ mới vô thì họ rất là bỡ ngỡ, không biết mình đang bán cái gì. Thì em không biết là mình lên cái kịch bản là like đi like lại nhiều lần hay là mình cứ nói theo cái tự nhiên của mình. Mình nói cho nó tự nhiên của mình, ví dụ chị nào mới vô nó Lâm ơi chị mới vô hả, em muốn lại lần nữa chị nha. Cái hộp này kiểu chia sẻ bình thường thôi. Mình đừng có theo kịch bản, mình chỉ cần nắm công dụng, thành phần, giá cả, khuyến mãi mình chỉ nhớ trong đầu mình. Hoặc là bây giờ mọi người like, ví dụ cái điện thoại gì,
khi mà Lâm Lai những nhãn hàng mà người ta bắt buộc quá khó phải nói những cái thành phần tiếng Anh, ví dụ như hoa đậu biếc rồi những cái lá này lá nọ, lá hoa giúp cá rồi còn Lâm Lai chung những cái thành phần tiếng Anh, thì có cái bảng ngoài trước cho Lâm, cái bảng mình tự ghi giúp Long luôn. Đôi khi mình like xong mình liếp lên, mình liếp lên mình ghi những cái gạch đầu dòng thôi, đừng có viết nhiều quá, gạch đầu dòng và mình liếp lên, tự gạch đầu dòng phân tích ra nhiều cái của mình, phân tích ra là cái mà nó chắc ăn nhất. Mình bán hàng thì hồi đó là em cũng có tự là đi bán sim rồi đi bán áo quần, thì em cũng như cách anh nói là em moi hết ruột gan của mình ra luôn để kiểu em tư vấn cho người ta. Thì lúc mà bán đó thì em có kêu là cái này là có nhược điểm như thế này như kia, xong rồi người ta thì có một số người ta thích, nhưng mà chủ mà đưa cho em sản phẩm đó thì lại kiểu thái độ là dạ đúng rồi, kêu là trời ơi em bị điên hả em, tự nhiên em kêu lại những nhược điểm này anh mua cho em. Nhưng mà có những người lại thích, thì là em không biết là nếu mà sau này mà em có duyên em theo cái kiểu bán hàng như anh á, dạ thì là em chắc có thể tiếp tục theo cái con đường là mình sẽ vạch ra ưu và nhược điểm cho sản phẩm đó không, hay là mình chỉ nói chăm chăm thôi. Bây giờ là nếu như em vô duyên mà được cái gương mặt em rất là xinh luôn á, rất là xinh, bán hàng rất là ok luôn, vợ trai nó mê gái đẹp nha, vô mê rồi bán hàng mình họ. Nhưng mà lại là khách hàng là cha là mẹ luôn, ví dụ những người bút anh, ví dụ sản phẩm 6, 7, nhưng mà giới kinh doanh cái miệng của mình phải đem lên chính người mà người ta bỏ cục tiền ta đưa cho mình, mà đâu phải đơn giản mà mình nói không. Còn khi mình bán hàng cho nhà mình á, cho mình cũng nói gì mình nói, còn khi mà ta bút mình á là bắt buộc là phải như vậy, ta chửi mà đúng rồi ta không trả tiền nữa là mai rồi đó. Nhưng mà em lại bán được sản phẩm mà. Em bán được bao nhiêu sản phẩm? Ngày đó là em vượt luôn, có nghĩa là kêu là bán được 10 cái thôi, nhưng mà em lại bán được 12 cái luôn. Nó bán nhiều, nhỏ 12 cái luôn. Vậy luôn rồi, đâu có gì nữa đúng không? Nhưng mà cái người chủ thì người ta lại không thích. Người ta cứ mày giỏi đó, nhưng mà phút sau người ta vẫn chửi em chứ. Nhưng mà anh cũng không có thích cái kiểu bán hàng của em. Tự nhiên em lại... Mà không thích em đúng không? Dạ đúng không? Chửi em là đúng rồi, bây giờ sản phẩm bình thường phải đưa lên. Bây giờ ta muốn cái cục mình đưa cho mình cái đó mà. Cho mình phải cố gắng mình tăng tốc sản phẩm ta lên. Mà em lại bán vượt chỉ tiêu quá anh. Vượt chỉ tiêu thì bây giờ ráng cái khúc sau nữa, ráng đừng có chê. Bây giờ cái khuyết điểm của ta thì em lướt qua cái khuyết điểm đi. Em đừng nhấn khuyết điểm, em lựa những cái ưu điểm em nói thôi. Còn cái khuyết điểm em ém luôn, em đừng có nói gì hết. Em nín lại nha. Ngày xưa đúng vậy, em nha like cái giảm cân. Rồi giảm cân nó gì nha. Mà cái giảm cân đó là nó giảm cân thiệt, nhưng mà uống vô nó bị say sẩm mặt mà gì. Có nghĩa là trên live em uống luôn, mà em uống xong cái đầu em say sẩm rồi. Quý vị ơi, thuốc này không say sẩm đâu gì nha. Không mệt nha, không mệt. Mà cái đầu nó quay vòng. Nhưng mà phải vẫn ráng nói với người ta. Nó là như vậy bởi vì bắt thuộc rồi. Nhưng mà nếu mà em sợ là em chỉ trầm thâm vô những cái ưu điểm của nó, thì là người ta sẽ kêu em là với hai từ là đa cấp á. Đa cấp. Thường biết ai cũng hay kêu đa cấp mà mẹ không biết đa cấp là gì đâu, thiệt sự luôn á. Không sao đâu, mình bán bình thường, ai nói gì nói. Ở ngoài đời hàng ngàn cái khi mà đọc comment, nhiều người bị tự ái. Dù ngày xưa em bị buồn rất là nhiều luôn, vô chửi đồ này nọ, với những comment đó tự ái, mình dẹp qua những cái tự ái qua bên, dẹp qua cái tự ái đó mới trụ được cái ngày livestream. Dù nhiều khi nó chửi dữ lắm, chửi khủng khiếp luôn. Nhưng mà khi mà mình vượt qua như vậy, bây giờ tao quen rồi, tao không có chửi nữa. Tao không có chửi nữa, bây giờ ít người chửi rồi, những ngày đầu chửi khủng khiếp. Nhưng phải làm quen với cái đó. Và cái này là một cái tâm sự ngoài lề của em thôi. Thì thật ra là cái câu hỏi của em này em cũng không có muốn hỏi. Nhưng mà bởi vì là em thích anh. Từ đó giờ em thích anh rất là nhiều luôn. Và em cũng có theo dõi anh từ những ngày đầu. Thì em cũng có tìm hiểu về trước khi anh vào showbiz á, thì anh đã chịu được những cái áp lực. Nhưng mà bên cạnh đó thì là em ít khi mà em kiểu em nghe anh tâm sự anh bị áp lực như thế nào khi mà bị livestream. Và em không biết là những cái lúc mà anh sẽ làm như thế nào khi mà anh bị phốt anh, rồi những anh trải qua như thế nào để anh có thể trụ được tới ngày hôm nay. Cảm ơn câu hỏi của em. Thì đây là cái câu hỏi mà nhiều người cũng hỏi Lâm. Và khi mà Lâm bị phốt, thực sự phốt rất là nhiều. Và những cái phốt đó Lâm nghĩ Lâm không có làm nghề luôn, cứ tưởng là bỏ nghề luôn á. Nhưng mà đối với sự quyết tâm ngày xưa bị phốt tùm lum, mà phốt nước hoa, thật sự là Lâm Lai nước hoa là một cái nhãn hàng cũng nó, cái đó là cái nước hoa thật, nhưng mà những cái nhãn hàng khác nào nó nước hoa giả, nó lấy cái clip đó và nó phát đi phát lợi, có một cái áo làm mặt hoài nó phát đi phát lợi và nó giao hàng cho ta, bắt đầu những cái phốt đó bắt đầu từ đó. Và cái thời gian đó là cái thời gian khủng hoảng nhất của Lâm. Nhưng mà đối với bản thân Lâm là cái gì cũng chân thật, cái gì mình cứ sống cho đúng cái con người của mình. Mình không có xảo trá, không có mà gian manh, không có lừa gạt, không có hại ai, thì sẽ trụ được tới bây giờ. Và thật sự đến bây giờ thì một lượng khán giả ta đã quay lại với Lâm, mà ta yêu thương Lâm rất là nhiều.
bởi vì mục đích cuối cùng là chỉ lo gia đình mà thôi. Thật sự Lâm không có mà nghĩ mình diễn viên mà mình không làm này, bất cứ cái gì cũng làm được hết. Sĩ diện thì có thể bỏ qua, nhưng mà cái tự trọng á thì lúc nào cũng có trong con người của Lâm hết. Ví dụ như không có nghĩ là cái nghề đó rồi mình làm vậy rồi mất hình ảnh của mình, không có. Chủ yếu là cho gia đình mình tốt hơn, vợ con ăn khổ thật sự. Mọi người thấy em vậy chứ gia đình em, tất cả mọi thứ cha mẹ rồi em nuôi hết, tất cả bao mấy chục đứa nhân viên và vợ con, tất cả mọi thứ, mọi con người ở nhà rất là sung sướng. Mình khổ được nhưng mà gia đình không khổ, là cái cách anh trải qua khi mà anh chiêm nghiệm về những cái khó khăn của đời mình á, rồi cái anh nhìn về gia đình mình á, anh không thấy gì hối hận hết, bởi vì gia đình mình quá hạnh phúc, gia đình mình quá có cuộc sống quá tốt, cho nên không có buồn cái vấn đề. Và em muốn ôm anh một cái chứ không là em lấy cái phần của mình là em xuống để dành cho các bạn khác. Chúc mừng. Dạ đúng rồi nha quý vị nha, khi mà live stream ở ngoài thì bớt ồn thật sự luôn nha quý vị nha. Nó ồn quá mình mất tập trung mình nói được nha. 1, 2, 3, đây. Phải chờ chứ phải chi tiết chứ. 1 người coi nè, 2 người coi nè. À đúng rồi, 3 người coi nè. Em muốn bị hát rồi về. Em sợ quá. Em vô online lại nha. Tội nhiều máy quá vậy. Mình chia sẻ bình thường mà livestream này rộng rãi đúng không? Nhiều người coi đúng không? Ta xin đến ở trường á. Thì người ngoài coi được không? Không. Được không? Không, xin đến ở trường. Em hay nói bậy lắm. Có phim bay. Được chưa? Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, live. Mọi người ơi. Thầy lên đây được chưa thầy? Dạ, em live thầy nha. Dạ, thầy ồn. Dạ đúng rồi nha quý vị nha. Khi mà livestream ở ngoài thì bớt ồn thật sự. Nó ồn quá mình mất tập trung mình nói được nha. 1, 2, 3, đây. Phải chờ chứ phải chi tiết chứ. 1 người coi nè, 2 người coi nè. À đúng rồi, 3 người coi nè. Em muốn bị hát rồi về. Em sợ quá. Em vô online lại nha. 1, 2, 3, vô. Hello. Chưa ai coi. Ngàn nè, 2 ngàn, 3 ngàn, 4 ngàn. Mọi người ơi. Đi đâu, ơi, anh chung mày ơi nha. Đi đâu mà dội mà dàm, phải đá hoàng, phải dây chân chân lại đến đây ủng hộ em với mọi người ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, gió đưa cành trúc la đà, con trai buôn bán thật thà dễ thương. Có gì mọi người, mấy chị, mấy cô, mấy chị á, đã ủng hộ dùm cho em nha mấy chị nha. Thì em xin giới thiệu tên là Lê Dương Bảo Lâm, của em cả xa xăm mà tận Đồng Nai đón xem mới vào. Một hôm đang livestream ào nghe mọi người nói ngày hôm nay trường đại học FPT của chương trình Văn Nghệ rất là vui. Sau khi nghỉ tới lui đã quyết định mặc ngày hôm nay. Bây giờ chỉ thành công tất cả mọi người đang coi livestream ủng hộ hết mình, đám thằng lớn luôn à. Rồi phải giao lại cho đông đông người vô coi nha. Dạ ngày em bán rất là nhiều sản phẩm gì nha. Nếu như mà cái sản phẩm đó mọi người mình thích, cái mọi người ủng hộ giùm cho em vì ship toàn quốc luôn. Nhớ ủng hộ nghe. Sản phẩm đầu tiên nè. Giói cái rồi. Nhỏ này làm biếm ghê. Vô à. Ôi chị ơi chị ơi. Chị ghê vậy gì lắm không mày. Chị ghê vậy em. Con này nè. Con này là con này à. Wow! Các ông của trường, các ông linh vật của trường, linh vật của trường hả? Dạ mọi người ơi, bấm bê bằng bông biến bay bay bay, bấm bê biến bò biến băng biến bơi, bấm bê bằng bông bên bằng bơm bướm, bấm bướm bằng bên bò bằng bay bay. Dạ đây là công thức bế.
chị nha. Anh nào bên nào thích cúp bế thì ủng hộ giùm cho em. Con cúp bế có 3 màu. Một là màu đỏ, hai là màu vàng, ba là màu đen thui thù lùi cho chị nha. Cái con này mình có thể ôm ngủ nè, mình có tặng người yêu nè, tặng cha tặng mẹ mình nè. Hôm nay là Du Lan báo hiếu tháng 7 đúng không chị? Mình tặng cha tặng mẹ mình cho cha mẹ mình ôm ngủ để mỗi khi ôm nhớ tới mình. Dạ con này 160 con nha, phi ship toàn quốc. Ủng hộ giùm cho em mọi người ơi. Chốt đơn Nguyễn Na, chốt đơn Nguyễn Ngọc, chốt đơn Trần Linh, chốt đơn Ngọc Mai, chốt đơn. Rồi chốt đơn hết à, hết à. Dạ, chuyển qua món khác à. Ủa xem trốn anh hoài vậy. Đâu áo đâu ạ? Cực quá vậy. Wow. Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua một vuông giấy cắm đem về thêm chiếc áo FPT. Dạ. Dạ, gặp cái đồng áo rất là đẹp như vậy nha, áo trường FPT, áo nằm màu cam rất dễ thương, màu cam rất là sáng láng, cũng như là rất là đẹp luôn. Chiếc áo này do các bạn sinh viên trường tặng cho em, cho nên em không bán à. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn. Bán áo kỳ, em bán áo kỳ lắm anh ơi. Em ơi, hiện nay là cái số lượng mà đăng ký mua cái áo là 3.000 người rồi đó. Chốt đơn 3.000 người rồi đó. Dạ, ai mua mà, ai mua áo đâu à? Có rồi, chốt đơn rồi, bây giờ chỉ có giao hàng thôi. Dạ, không bơm không anh ơi, 3.000 mua giả đi. Sinh viên ở trường là số điện thoại nắm trong tay, không mua, không trả tiền, bom hàng là đuổi học. À, đuổi học, dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. À, cảm ơn Lê Dương và Lâm đã thị phạm một màn live stream rất là dễ thương. Và bây giờ... Bạn có cần dùng người mẫu không? Anh Lâm lúc nãy nói là đôi khi mà có sản phẩm không cần có người mẫu đằng sau cũng cần không? Cái khung hình nó nhỏ quá không có được đâu anh. Người mẫu đứng hai bên của mình. Ờ, người mẫu đứng hai bên đấy cũng được, mình tưởng tượng cũng được. Em tên là Phùng Thị Ngọc Lý, sinh viên của Cần Thiết VT, học chuyên ngành sale marketing. Em sẽ mẫu livestream bán áo thun trơn. Đôi khi có những comment em phải trả lời comment nha. Anh là người comment. Anh Lâm đưa ra cái thứ phần này phần của anh Lâm nhé. Phải đúng cái đó nha. Một, hai, ba, like. Bấm nút like nè. Chưa. Rồi mọi người nào đang xem livestream thì cho em xin một chấm ha. Lát nữa có chương trình mà tặng quà hay là gì thì mình comment thì sẽ không bị ẩn ha mọi người ha. Chị ơi, một chấm là gì vậy? Một chấm là say đấm đúng không chị? Hai chấm là đấm say anh ơi. Mọi người đi qua thì cho em xin một chấm ha. Lát nữa thì có chương trình khuyến mãi hay là free ship thì mình sẽ được ưu tiên đầu tiên ha mọi người ha. Thì hôm nay shop em về mẫu áo thun trơn hot hit vừa qua, hết 2 tuần vừa qua ha. Hôm nay xưởng em mới về. Về màu duy nhất là áo màu trắng ha mọi người. Vải rất là mịn mát luôn. À, thì áo này mình phối đồ rất là dễ ha mọi người ha. Nam nữ gì mặc cũng được hết. Mình mặc đi chơi, đi quẩy hay là đi học gì cũng được luôn. Mình mặc với lại quần sọt, quần jean hay là váy gì cũng được hết. À, thì em chốt đơn áo này là 99.000 một ca mọi người ha. Chắc điều giải gì em? 99.000 một cái mọi người. Chắc điều giải. Chắc điều giải là cô tông mát anh ơi. À, 99.000 có chất lượng không? Mặc ra màu không cưng? Dạ không anh ơi, anh không biết ra màu, anh giặt riêng nha. Đừng có giặt chung với mấy cái đồ màu, tất nhiên nó phải dính đồ anh giỡn. Thì áo em thì là dễ tốt cho mình tranh thủ mình giặt riêng á, mình giặt tay chứ mình đừng có giặt. Em mang lên em ơi, đừng có giặt chung với lại đồ ra màu anh ha. Em đẹp với muốn yêu chứ cưng. Chồng rồi thôi, chồng thôi đi đeo khỏi mua. Dạ thì áo này là 99.000 một cái, mọi người tranh thủ chốt đơn cho em ha. À, Thùy Linh chốt đơn, Trà My chốt đơn. Mặt được không vậy? 1m4 thì cái váy này em mặc thành đầm ngủ cũng được nha em. Mặc lại chân váy hay là quần jean gì hết ha. Mọi người. Rồi chỉ còn mấy mét muốn mọi người tranh thủ chốt đơn cho em nào mọi người ha. Thì hôm nay về hàng này để đi ship toàn quốc cho mọi người luôn ha. Dạ rồi thì áo của em sắp em hết rồi. Thì để lần sau nếu mà xưởng em có về đơn thêm thì em sẽ livestream, em sẽ thông báo cho mọi người nha mọi người. Cảm ơn em.
Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến toàn bộ sinh viên của nhà trường FPT Bully và anh Tuấn Vũ Lâm đẹp trai ạ. Ai giờ? Một, hai, ba, chơi. Được 500 lần, được 500 người xem đây. Mọi người vô nhanh lên mọi người ơi, mọi người vô nhanh lên mọi người chia sẻ cho em nha mọi người. Nhìn vào trước luôn, nhìn ảnh mặt trước. Mọi người chia sẻ like ủng hộ cho em nha mọi người. Mọi người chia sẻ chỉ còn chia sẻ 5 trang duy nhất cho em nha mọi người. 5 trang chỉ 5 trang không, ít nhất thì không được đâu nha mọi người. 5 trang nhiều hơn thì nó dễ bị xóa. Mọi người chia sẻ 5 trang cho em nha. Anh ơi, chắc chắn năm. Gia đình nói chuyện gì hay sao mà giọng anh cũng khóc của anh. Anh chào một xíu để anh sẽ cho anh biết cái kinh nghiệm chia sẻ này chuyện của em. Năm anh chị mọi người chỉ chia sẻ là chia cho em năm cái lên nha, năm cái phim bay gì nhất để em sẽ tặng quà em chỉ hôm nay chỉ một phần quà duy nhất và em tặng quà cho một người duy nhất. Mọi người ơi, hôm nay em sẽ nói anh bệnh hay sao mà anh bị không vậy? Alo anh ơi, hồi sáng hay giờ em chưa có ăn nên em rất là đói nhất. Dạ chưa em luôn. Dạ ăn xong rồi like lên chứ thấy không sợ quá. Thật sự á, bây giờ tới giờ live stream này á, em cũng phải ráng em bò em lót lên tới đây em live stream cho mọi người, nếu không mọi người chửi em là cái thằng này tới giờ mà nó không like mà mốt thật. Thì mọi người ơi, hôm nay là ngày mai là ngày sinh nhật của em. Hôm nay ngày mai em sẽ không live stream đâu, ngày mai em đi sinh nhật rồi. Hôm nay em sẽ live stream cho người mắt kính của em là hiệu Mercedes. Em sẽ mở mắt kính cho em mọi người xem. À, lưu ý là đừng văn tục nha, đừng nói tiếng đẹp nha. Đừng những bạn hiếm. Mọi người ơi, có thấy chiếc mắt kính này không mọi người? Mọi người chỉ còn chia sẻ cho em 500 fanpage duy nhất. Chỉ 500 fanpage em sẽ giảm giá 20% truy ship toàn quốc cho một... truy ship toàn quốc nha mọi người. Mọi người có thấy chiếc mắt kính của em không? Đây, em sẽ test cho mọi người xem luôn nha. Đây. Mọi người có thấy cái bản mặt của em không? Ok. Đây, cái bản mặt của em nè, mọi người thấy không? Thấy rất là đỏ không? Không mờ, không trong, không sáng. Đi lộn, em thấy lộn nha mọi người. Cái này rất là trong, rất là sáng luôn nha mọi người. Phản chiếu rất là ok luôn nha mọi người. Đây, mọi người có thấy không? Anh nào mà dễ chê, dễ bỏ hay là xấu trai phải không? Là anh chỉ cần mua cái mắt kính của em. Tại sao em nói như thế? Mọi người có thấy không? Gương mặt của em rất là bồng. Rất là bồng luôn nha mọi người. Nhìn kỹ vô cái bản mặt của em nè mọi người. Sau khi em đeo cái mắt kính lên, đã thấy bồng nữa. Mọi người có thấy điều kỳ diệu gì không? Đấy, đây chính là chiếc mắt kính Mercedes của em. Chiếc mẹ này á, hiện tại em đang bán giá với giá là 1 triệu. Nhưng mọi người, chỉ ai chỉ còn chia sẻ livestream của em, chia sẻ 5 lần duy nhất em sẽ bốc thăm trúng thưởng và truy ship toàn quốc và giảm giá 20%, chỉ còn 880 đồng. Thật sự nha mọi người, chỉ có 880 ngàn. Cái lọc 800 ngàn, mọi người có thể sử dụng được chiếc máy kính Mercedes, hiệu Mercedes 1 triệu đồng, mọi người có thấy không? Thường á, họ nói á là nó ngắt cũng gọn, cứ to cũng gọn, mà xấu trai luôn cũng gọn. Thật sự sau khi em đeo cái mắt kính này là con ghẻ em mới bỏ em, hình như là bữa trước á, nó mới chia tay là nó nhắn tin nó bỏ em thiệt. Hôm trước và hôm qua á, em mua cái mắt kính về, nó nhìn thấy em quá trời đẹp trai luôn nha mọi người. Trời ơi, mọi người có thấy không, sự khác biệt rất là rõ ràng sau khi em đeo cái mắt kính vô. Đây là hiệu Mercedes, mọi người có thấy không? Đây là dòng sản phẩm của em. Thì hôm nay mình sẽ ở đây và live stream cùng các bạn. Hy vọng là các bạn cho mình một tràng vỗ tay để khích lệ ạ. 1, 2, 3, live. Hello mọi người, đi đâu mà dội mà về, dừng chân nghĩ lại trang hàng của em. Hôm nay em có một dòng sản phẩm rất là hay và rất là thú vị, đó chính là chậu hoa giả. Thì mình sẽ nói về kết cấu của chậu hoa này nha. Cái chậu của mọi người thì nó trắng như tâm hồn chúng ta vậy, trong trắng lắm. Còn hoa giả, hoa rất là tươi mọi người. Nhưng nó tươi mặc dù mình gọi là hoa giả nhưng nó không giả trơn bằng người yêu cũ của mình đó. Thì mọi người cũng biết rồi đó, mỗi lần mà mình đi đâu đi về mình muốn mua quà hay mua gì cho gia đình, mình không biết mua gì trơn, mua hoa thì sợ nó héo đó.
còn mua đồ chơi làm gì nó hư rồi mình không xài được. Bé ơi, tại... dạ. Hôm qua nhậu quá em sao nó phép trong đôi tay chưa? Dạ hôm qua em chơi đồ nhiều dạ. thì mọi người tập trung vô hai chậu hoa, hoa rất là tươi đúng không? Hoa nó tươi hơn là cái hình hoa con nhỏ nãy bán túi. Đó. Thì từ từ để em đọc comment cái nha. Chị ơi sao chị giàu mà sao chị đeo chị ngủ mùng vậy chị ơi? Trời, chị không ngủ mùng ngủ gì em? Từ từ mọi người. Là ủa sao hôm nay nó bị tụt live stream dữ ta? Chị ơi em đi đám ma thì tư vấn cho em bông đám ma hay chị? Em nên mua bông dạng họ nha em. Chị có bán không ạ? Hiện tại thì shop của chị đang chuẩn bị em, nếu mà em cần thì nhắc vô liên hệ chị tặng em thêm cái thiệp. Thì mọi người ơi, shop của mình thì cũng vừa mới khai trương á mọi người, thì hoa bên mình kiểu gì cũng có đó. Thì hoa giả, hoa đám cưới, hoa đám tang, đám mai thì cũng có hết trơn. Mọi người nhớ ghé ủng hộ mình nha. Từ từ sao mà sao intro vậy ta? Thì ơi, chị hát một bài có liên quan tới hoa đi chị. Hát hả? Để mình suy nghĩ thôi. Mình xin được hát bài mình sáng tác nó mang tên là Bông Hoa Lặng Thầm. Bông hoa lặng thầm thì bây giờ mình xin được phép bắt đầu bài hát của mình. 1, 2, 3. Dạ, kết thúc bài hát rồi. Cảm ơn mọi người. Chúng ta cho mình đi mọi người.